Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng góp ý dự thảo báo cáo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Một theo dòng thời sự, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thế nào là đúng nghĩa? Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội. Người dệt ước mơ từ trang sách. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua 11 tháng 1, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đã chủ trì hội nghị với cán bộ, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ, góp ý dự thảo báo cáo chính trị trên Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, các cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị trên Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm bổ sung hoàn thiện những nội dung cần thiết. Trong đó có những vấn đề được đặt ra như thống nhất với chủ đề của đại hội là đoàn kết dân chủ đồng thuận phát triển. Tiêu đề báo cáo chính trị tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Lâm Đồng phát triển toàn diện và bền vững. Theo các cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cho rằng, báo cáo cơ bản đã nêu đầy đủ về chủ đề, nội dung và bố cục trình bày, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, cần phải làm thế nào cho có những điểm nổi bật mang màu sắc riêng của mặt trận và có những điểm nhấn tác động trực tiếp đến thực tiễn. Trên cơ sở đóng góp ý kiến, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã tiếp thu các nội dung và sẽ tổng hợp một cách cụ thể nhằm chỉnh sửa hoàn thiện văn kiện trên đại hội trong thời gian tới. Hôm qua 11 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai phong trào năm 2019 trên địa bàn thành phố. Trong năm 2018, cấp ủy chính quyền các cấp thành phố đã tích cực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, tình hình an ninh trật tự ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Đà Lạt luôn được đảm bảo. Quân chúng đã cung cấp cho lực lượng công an cơ sở gần 1.400 nguồn tin, trong đó có 526 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra xử lý gần 150 vụ việc về an ninh trật tự, đồng thời làm rõ 146 vụ phạm tội về hình sự, thu hồi tài sản trả lại người bị hại trị giá 1,5 tỷ đồng, bắt 16 đối tượng truy nã, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc ma túy, cùng nhiều vụ việc vi phạm trên lĩnh vực kinh tế môi trường. Trong năm 2018, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đã phát hiện và xử lý trên 15.500 trường hợp vi phạm luật giao thông, thu phạt 8,1 tỷ đồng, tạm giữ hơn 889 phương tiện. Ngoài ra, các mặt công tác về quản lý cư trú, quản lý các đối tượng ngành nghề kinh doanh đặc thù luôn được chú trọng, nhất là với các vũ trường, quán bar, cơ sở kinh doanh hoạt động massage. Trong năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục đảm bảo lãnh chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trong phong trào. Tiếp tục xây dựng xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Chiều ngày 11 tháng 1, đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai chương trình hoạt động năm 2019. Năm 2018 với chủ đề tuổi trẻ khối cơ quan tỉnh Lâm Đồng nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, tiếp tục được khơi dậy và phát huy. Các phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã được đoàn khối cơ quan tổ chức với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Trong năm, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tặng hơn 500 phần quà, 100 suất học bổng cho học sinh nghèo, đỡ đầu 72 em học sinh trong chương trình Vì đàn em thân yêu, tiếp tục duy trì tốt cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu 362 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó có 102 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Năm 2019 với chủ đề tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng xung kích sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng, đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 11, thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Dịp này, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc, tặng giấy khen cho 15 tập thể và 33 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2018. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, một theo dòng thời sự, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thế nào là đúng nghĩa?
các huyện phía Nam canh tác gần 200 hectare dưa hấu, cung ứng thị trường dịp Tết. Bộ Kế hoạch đề xuất chia cả nước làm 7 vùng kinh tế xã hội, đảm bảo khoảng cách các địa phương trong vùng rút ngắn khoảng 500 km. Lâm Đồng được đề xuất đưa vào vùng Đông Nam Bộ. Để triển khai luật quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng chia cả nước thành 7 vùng kinh tế xã hội, tăng một vùng so với hiện nay. 7 vùng mới gồm vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó 4 tỉnh Tây Nguyên hiện nay là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông được đưa vào vùng Nam Trung Bộ, còn Lâm Đồng được đề xuất đưa vào vùng Đông Nam Bộ. Theo phân tích của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tỉnh Lâm Đồng có mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ hơn là Tây Nguyên. Việc đưa Lâm Đồng vào vùng Nam Trung Bộ không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, ngược lại sẽ tạo đà phát triển khi có những quan hệ phát triển kinh tế nội vùng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định, đề xuất phân vùng mới lần này có tính đến các yếu tố thị trường, đặc tính liên kết vùng cao hơn tính tương đồng về điều kiện tự nhiên, lịch sử xã hội dân cư và khắc phục hạn chế vùng có khoảng cách quá dài, thuận lợi cho việc hợp tác quản lý phát triển. Với phương án phân vùng mới, khoảng cách giữa các địa phương trong vùng được rút ngắn hơn một nửa, tối đa khoảng 500 km. Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, trong niên vụ dưa hấu năm nay, bà con nông dân huyện Đà Tẻ và Cát Tiên đang canh tác gần 200 hectare dưa hấu các loại. Tập trung tại xã An Nhơn, thị trấn Đà Tẻ, thị trấn Cát Tiên, xã Đức Phổ và xã Quảng Ngãi. Ngành chức năng các địa phương cho biết, mặc dù là cây trồng sản xuất theo thời vụ, nhưng các địa phương không khuyến khích bà con nông dân nhân rộng vì giá cả và đầu ra không ổn định. Nguyên nhân là ngoài tiêu thụ thị trường nội địa, thì hầu hết diện tích cây trồng này là do các thương lái thu mua để xuất sang Trung Quốc. Nếu thị trường này không tiêu thụ, thì bà con nông dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại Đà Lạt, Lâm Đồng, việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng và đột phá cho ngành nông nghiệp. Đây cũng là một trong những chiến lược lâu dài của ngành nông nghiệp tỉnh nhà nhằm mang lại giá trị sản xuất cao trong canh tác và hạn chế những tác động của nông nghiệp đến môi trường sống, môi trường sản xuất của nông dân. Tuy nhiên, việc hiểu đúng, hiểu đủ về ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp vẫn chưa thực sự được chú trọng, dẫn đến không ít nông dân lúng túng khi phát sinh các vấn đề ngoài mong muốn như ô nhiễm môi trường, dịch bệnh mới xuất hiện, chưa có giải pháp hạn chế hữu hiệu. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Bao năm nay, sản vật hoa trái của Đà Lạt đã xác lập được chỗ đứng với uy tín khá cao trong hệ thống tiêu thụ nông sản trên toàn quốc. Bên cạnh những sản phẩm nông nghiệp canh tác truyền thống của Đà Lạt, thì nay đã xuất hiện khá nhiều sản phẩm khác được gieo trồng trong nhà kính, canh tác theo phương pháp ứng dụng công nghệ hiện đại. Nó cho phép nông dân canh tác và thu hoạch khá chủ động trên mảnh đất của mình. Làm trong nhà kính là nó tạo cái điều kiện thuận lợi hơn, mà cũng một phần là bắt buộc. Bởi vì thời tiết bây giờ nó biến đổi nhiều lắm, mà nói chung là làm công nghệ cao phụ thuộc và nhiều vào thời tiết. Lựa chọn của nông dân là vậy, nhưng từ phía người tiêu dùng, họ hiểu gì về các sản phẩm này? Người ta nói là trong nhà kính thủy canh đồ, theo như mình nghe nói nhiều thì cái đó là nó vấn đề nó an toàn vệ sinh nhiều hơn, là giống như là ít hạn chế về cái việc phân bón hay thuốc trừ sâu, cái vấn đề đó hạn chế nhiều hơn, mình biết vậy thôi. Có một vấn đề được đặt ra là phải chăng rau hoa công nghệ cao ở địa phương chỉ đạt được năng suất chất lượng tốt khi sản xuất trong nhà kính, và nông dân chỉ có canh tác trong nhà kính là tối ưu. Trong nhà kính đỡ sâu bệnh hơn, vì ngoài trời là sâu bệnh nhiều, còn cái rau này mình trồng là mình trồng phải cách ly ra khỏi bông, khỏi cây hoa cúc. Nhà kính là công trình thường có cạnh và mái làm bằng kính hoặc vật liệu tương tự, dùng để trồng rau quả. Về bản chất, nhà kính là một hệ thống cung cấp một môi trường trồng trong nhà tối ưu khi môi trường bên ngoài có thể ấm hơn, khô hơn hoặc lạnh hơn những gì cây trồng yêu cầu. Nhà kính cho phép kiểm soát môi trường phụ thuộc vào bộ phận cấu thành, và chúng cũng có khả năng tự nóng lên do bức xạ của mặt trời khi đi qua lớp kính trong suốt, bị hấp thụ bởi thực vật, đất đai. Cái điều kiện trong nhà kính thì người ta có thể quản lý được nhiệt độ, quản lý được côn trùng, dịch hại, quản lý được tưới tiêu, tưới nhỏ giọt. Như vậy, các nhà khoa học và các nhà chuyên môn đã khẳng định, nhà kính thực chất chỉ là một trong những phương pháp dùng trong canh tác áp dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên hiện nay, chính vì sự áp dụng tràn lan, thả nổi cho sự phát triển của từng nông hộ trên diện rộng,
nên bên cạnh lợi nhuận về kinh tế thì những hậu quả khôn lường về môi trường đã bắt đầu xuất hiện. Qua những lần lấy mẫu rà soát trên diện rộng và thống kê, các nhà khoa học ở địa phương đã chỉ ra hậu quả nhãn tiền. Đơn cử là tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng trong vòng 5 năm trở lại đây. Nông nghiệp phân bón thì nó gần như là nó có cái chỉ số ô nhiễm rất nặng, ảnh hưởng đến sự phát triển của thủy sinh ở trong vi sinh vật ở trong nước và cái quá trình xử lý nước cấp cho sinh hoạt. Những hạn chế trong việc áp dụng phương pháp canh tác trong nhà kính mà người ta vẫn nhầm tưởng đó là công nghệ cao đã tác động tới môi trường và sức khỏe con người hiện nay đã không còn dừng lại ở dư liệu, mà đó là vấn đề chính những nông dân đã nhận ra. Cách đây khoảng 10 năm trồng rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mỗi ngày mỗi là khó khăn. Vì sao ạ? Vì không biết sao nó dịch bệnh, bây giờ nó đại tràng rồi, bây giờ nó dịch à. Mình không biết, mà mỗi năm mỗi nhiều. Đó, rất là khó. Khí hậu xung quanh các khu vực nhà kính nóng lên, các dịch bệnh lạ xuất hiện, nông dân chưa có lời giải. Thực chất là các vấn đề tất yếu phải xảy ra. Không cho cây cối nó tiếp cận, hấp thu được cái năng lượng mặt trời. Mà trong năng lượng mặt trời thì có hai phần, tức là cái vùng tử, tia tử ngoại và tia hồng ngoại. Mà cái năng lượng dùng cho cây phát triển chủ yếu là hồng ngoại. Và đồng thời cái tia tử ngoại mặt trời thì nó cũng hạn chế vấn đề phát triển của những cái loài mà sâu bọ, những cái loài mà là vi sinh vật mà có hại. Thì như vậy đến một lúc nào đấy rồi là đất nó không chịu nổi, bởi vì nó có ngưỡng. Vượt qua cái ngưỡng thì tất cả mọi chuyện nó bị phá vỡ. Vậy bản chất thực sự của vận hành nông nghiệp công nghệ cao là gì? Đó là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Công nghệ cao được tích hợp các ứng dụng để công nghiệp hóa nông nghiệp như cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, các giống cây trồng cho năng suất chất lượng cao. Bên cạnh đó cũng áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến hay canh tác hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị sản xuất. Ngoài ra, công nghệ cao cũng đi kèm với công nghệ kiểm soát môi trường, xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường sống. Anh nghiên cứu lai tạo ghép một cái giống mới cũng là ứng dụng công nghệ cao. Rồi trong biện pháp canh tác, ngoài những cái biện pháp canh tác trong nhà kính thì ngoài nhà kính người ta có thể sử dụng là hình thức tưới tự động, hình thức bón phân tự động, rồi một số cái biện pháp khác mang phủ, rồi nhiều cái nội dung khác, thì đấy cũng là những cái nội dung về ứng dụng công nghệ cao. Những loại rau ăn lá đã bao nhiêu năm nay nó vẫn sống trên cái đất Đà Lạt, nó nhận cái năng lượng mặt trời như vậy, nó nhận cái mưa gió của Đà Lạt, nó phát triển, nó rất bình thường. Thì đối những cái ấy thì tại sao chúng ta không tiếp tục cho nó phát triển như vậy, hay để cho nó tiếp thu ánh sáng mặt trời? Do chưa hiểu đúng và đủ nên người ta đánh đồng nông nghiệp công nghệ cao với nhà kính nhà lưới. Vì vậy, diện tích nhà kính nhà lưới ngày càng phát triển sầm sộ không kiểm soát. Diện tích nhà kính hiện nay đã gấp 5 lần so với 5 năm trước. Theo định hướng của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, sẽ phát triển diện tích canh tác sau khoảng 20.000 ha, trong đó 75% diện tích ứng dụng công nghệ cao. Có nghĩa là chỉ hơn một năm nữa, nhà kính và nhà màng bọc sẽ phát triển nhiều hơn nữa và gây tác động nặng nề đến môi trường và cảnh quan của thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận. Vì vậy, cần có một khái niệm rõ ràng về nông nghiệp công nghệ cao để ứng dụng và phát triển bền vững, tránh tối đa sự tác động đến môi trường như việc phát triển ồ ạt nhà kính hiện nay. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Cùng với hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, năm 2018 các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tại Lâm Đồng đã thu về gần 17 tỷ đồng từ tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, đạt 104% kế hoạch năm, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ tăng gia sản xuất tự túc đạt trên 10 tỷ đồng, thu sản xuất kinh tế và các đơn vị dự toán có thu của tỉnh gần 7 tỷ. Ngành hậu cần Bộ Chủ quân sự tỉnh cho biết, lợi nhuận thu được từ tăng gia sản xuất đảm bảo chế độ bình quân hơn 17 triệu đồng một người, đảm bảo tự túc hơn 90% nhu cầu rau xanh và trứng gia cầm, 80% nhu cầu thịt cá tươi cho bộ đội. Ngoài ra, các đơn vị còn phát động phong trào tiết kiệm trong quân đội với số tiền gần 3 tỷ đồng bằng các hình thức như tiết kiệm chất đốt, điện, nước, xăng dầu trong sử dụng xe, máy, vận tải, góp phần nâng cao đời sống bộ đội và tiết kiệm chi trong toàn lực lượng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo Nghị định 156 năm 2018 của Chính phủ quy định, từ tháng 1 năm 2019, những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực. Theo đó, về thực hiện du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Nghị định quy định cụ thể về nội dung chủ yếu của đề án, trình tự, thủ tục, xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án. Chủ rừng được thuê môi trường rừng phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được phê duyệt. Chủ rừng được cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm của bên thuê môi trường rừng trong phạm vi diện tích thuê môi trường rừng. Thời gian thuê là 30 năm, định kỳ 5 năm đánh giá việc thực hiện hợp đồng. Nghị định cũng quy định việc sản xuất, lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất được quy định tỷ lệ diện tích đất chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp phù hợp với thực tiễn của từng loại rừng. Ngày 9 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công văn chấp thuận chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại ba địa phương, gồm thành phố Đà Lạt, một điểm bắn tại Hồ Xuân Hương, thành phố Bảo Lộc, một điểm bắn tại Hồ Đồng Nai và huyện Đức Trọng, một điểm bắn tại sân vận động huyện, với thời lượng bắn không quá 15 phút. Về kinh phí, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương không được sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc vận động sự đóng góp của nhân dân mà phải được thực hiện bằng nguồn vận động tài trợ. Chiều ngày 11 tháng 1, Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải cho hơn 200 cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên địa bàn. Để tăng cường tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, ngành chức năng huyện Đức Trọng và các đơn vị vận tải hành khách, vận tải hàng hóa cam kết thi đua thực hiện giao tiếp ứng xử văn minh lịch sự, không vi phạm luật giao thông đường bộ với nhiều tiêu chí trên nguyên tắc tôn trọng chức năng nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng các mô hình điển hình để nhân rộng trong năm 2019. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi, đảm bảo giao thông thông suốt cho nhân dân vui xuân đón Tết bình an. Những thông tin đáng chú ý trong phần tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, cơ quan và các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Kỷ Hợi. Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2019, các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp về kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất kháng sinh trong sản xuất chế biến thực phẩm, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm vừa góp phần bảo vệ cải thiện môi trường nông thôn, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động giết mổ kinh doanh thực phẩm tươi sống thông qua các giải pháp như gom dần lại, hạn chế các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và thực hiện nghiêm việc xử lý chất thải, nước thải đảm bảo yêu cầu về môi trường. Đẩy mạnh việc quản lý an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm được nhập khẩu theo đường tiểu ngạch, kết hợp với việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại các loại thực phẩm này. Đánh giá cán bộ là một trong những khâu quan trọng nhằm phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Tuy nhiên, hầu như ai cũng đều hài lòng, bởi theo báo cáo từ các cơ quan đơn vị, rất ít người bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Trong trên thực tế, đây vẫn bị coi là khâu yếu nhất vì còn tình trạng nể nang cục bộ. Vậy làm thế nào để đánh giá cán bộ đúng thực chất? Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hiện được chia theo 4 mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo báo cáo hàng năm từ các địa phương đơn vị, thì chỉ có trên dưới 1% bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, nhiều thống kê khác lại cho thấy có khoảng 20-30% số công chức sáng cấp ô đi, chiều cấp ô về. Thậm chí theo cả cái tiêu chuẩn thi đua chúng ta làm thật là cũng đã có cố gắng nhưng mà chưa thực chất, đều là hình thức, cho nên có một hiện tượng tức là tất cả mọi đơn vị bao giờ cũng toàn lao động tiên tiến, thậm chí nhiều chiến sĩ thi đua nhưng cuối cùng là năng suất lao động thì lại kém. Cái vướng mắc chúng ta nhiều nhất là chúng ta hay vướng vào cái thời điểm cuối năm, đến đúng lúc bấy giờ thì người ta cố gắng tận tụy, người ta nghe lời, người ta làm để người ta thấy mọi người nhìn thấy để đánh giá. Nhằm nâng cao chất lượng và để việc đánh giá cán bộ đi vào thực chất hơn, sau một thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng loạt đánh giá cán bộ hàng tháng thay vì hàng năm. Tổng điểm là 100, trong đó 20 điểm về tổ chức kỷ luật, đạo đức, 70 điểm thực hiện chức trách nhiệm vụ và 10 điểm thưởng. Để thực hiện tự đánh giá, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều phải xây dựng kế hoạch làm việc từng ngày, từng tuần cho mình.
khi mà đánh giá hàng tháng, khi mà cái hạn chế của mình trong tháng đấy được anh em chỉ ra thì mình sẽ có cái sự tiếp thu và rút kinh nghiệm ngay cái lúc đấy, và tháng sau thì lúc nào hoàn thành nhiệm vụ nó cũng tốt hơn tháng trước. Tâm lý mọi người là ngại lãnh đạo, là lãnh đạo bao giờ cũng phải được hưởng, nhưng mà bởi vì trên cơ sở là kết quả của từng tháng rồi thì mọi người nhìn rõ là ai làm tốt và ai làm không tốt. Với cách làm này, việc đánh giá dần đi vào thực chất hơn vì dựa trên lượng hóa công việc cụ thể của từng vị trí, những hạn chế khuyết điểm được khắc phục ngay. Trước đây, tỷ lệ cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của huyện Chương Mỹ chiếm 80-90%, nhưng nay cao điểm chỉ 15,8% hoàn thành xuất sắc và 60% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không xác định được vị trí của mình trong cơ quan, trong đơn vị mà liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan sẽ sắp xếp để chuyển một sang một cái vị trí công tác khác. Và nếu anh tiếp tục 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đưa anh ra khỏi cái cơ quan tổ chức đó. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị, tức là anh phải rà soát lại cái việc bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phải thật rõ ràng. Đánh giá cán bộ được coi là tiền đề, là khâu trọng yếu nhất trong công tác cán bộ. Kết quả là cơ sở quan trọng để quản lý, sử dụng, sắp xếp và quy hoạch cán bộ. Vì vậy, nếu việc đánh giá không xác thực thì khó có thể thực hiện hiệu quả công tác cán bộ. Với hơn 70% dân số là người Dở Rai, người dân ở xã Iaka, huyện Chư Bát vẫn còn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của cha ông. Đến với Iaka mùa này, du khách không chỉ được tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của người dân buôn làng, mà còn được ngắm nhìn thiên nhiên hết sức nên thơ khi mùa hoa cà phê bung nở. Đây là nền tảng bước đầu để phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Dù cuộc sống ngày nay đã đủ đầy hơn trước rất nhiều, song vì xuống giọt nước của làng để tắm giặt và lấy nước về dùng vẫn được nhiều người dân trên địa bàn xã Iaka duy trì hàng ngày. Đặc biệt với nhiều chị em, giọt nước không chỉ có không gian thoáng đãng gần gũi với thiên nhiên, mà nơi đây còn là chỗ để chị em trò chuyện về cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Giọt nước này bà con tắm xong lấy nước đem về nhà, tối hoặc sáng uống. Nước này không quên được uống miết. Giờ có đá chứ hồi xưa không có đá. Uống nước bầu thì mát giống như có đá vậy. Là vùng đất còn nhiều hoang sơ mộc mạc bên cạnh những ngôi nhà sàn, nhà rông truyền thống, Iaka còn được biết đến là một trong những xã có nghề dệt thổ cẩm phát triển trên địa bàn huyện Chư Pa. Tranh thủ những lúc mùa màng rảnh rỗi, chị em lại xê xưa bên khung dệt để làm nên những sản phẩm áo, váy, túi, mền hết sức đặc sắc. Không chỉ góp phần giữ gìn nét văn hóa truyền thống của tổ tiên để lại, nghề dệt thổ cẩm đã góp phần giúp nhiều phụ nữ nơi đây có thêm nguồn thu trong những lúc nông nhàn. Ba mẹ dạy cho mình nên mình biết dệt. Mình dệt đồ để dùng trong gia đình, để bán nữa, nên mình cảm thấy vui lắm vì giữ gìn bản sắc văn hóa của người Dở Rai mình. Cà phê là một trong những loại cây trồng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình ở xã Iaka trong những năm qua. Và mùa này hoa cà phê đang bung nở với hương thơm ngào ngạt, đã góp phần tô điểm bức tranh thiên nhiên nơi buôn làng thật nên thơ. Cùng với đó, nhiều truyền thống văn hóa từ xa xưa cũng được gìn giữ đến tận ngày nay, giúp du khách có thêm cơ hội để tìm hiểu và trải nghiệm về bản sắc văn hóa của người Dở Rai. Trên địa bàn Iaka cũng lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa dân tộc như đội cồng chiêng, tạc tượng, đan lát, một số văn hóa khác. Để bản sắc văn hóa gắn liền với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn Iaka nói riêng, chúng tôi cũng tuyên truyền bà con giữ gìn bản sắc văn hóa của người Dở Rai, không xóa bỏ được, truyền từ đời này sang đời khác. Phát triển du lịch cộng đồng dựa trên các tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, đặc biệt là duy trì và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của người Dở Rai, xã Iaka, huyện Chư Pa đã từng bước đào tạo hướng dẫn người dân làm du lịch, qua đó tăng thêm thu nhập, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay, phòng đọc sách miễn phí ở thành phố Đà Lạt, nơi lưu giữ và truyền cảm hứng văn hóa đọc cho tất cả mọi người. Đều là những công chức đã về hưu, mở một thư viện nhỏ miễn phí để người dân có thể đến tra cứu thông tin, tìm kiếm kiến thức. Đó là việc làm đầy ý nghĩa và đáng trân trọng của những người phụ nữ trót mang trong mình niềm đam mê với trang giấy. Việc làm của họ đang khơi dậy phong trào đọc sách cho các tầng lớp nhân dân. Được thành lập từ năm 2015, phòng sách nhỏ tại tầng trệt tòa chung cư Giặc Xanh, thành phố Đà Lạt được xây dựng lên từ ước mơ lan tỏa văn hóa đọc của một người công chức đã về hưu, Nguyễn Thị Thuận.
với nhiều đầu sách cũ và mới đủ thể loại, luôn sẵn sàng phục vụ bạn đọc gần xa. Được sự quan tâm tích cực của Thư viện tỉnh Lâm Đồng, phòng sách được hỗ trợ 100 đầu sách và cho mượn luân chuyển 300 cuốn. Sau một thời gian, những người dân tại chung cư nhận thấy ý nghĩa của tủ sách đã mang sách báo đến tặng cho thư viện. Hiện tủ sách của bà Thuận đã có trên 1.000 quyển, gồm các loại truyện tranh cho trẻ em, sách văn học, lịch sử, xã hội, doanh nhân, v.v. Ban đầu thì cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng mà quyết tâm cùng bà con thì cũng sẽ làm được. Ví dụ như là trung tâm quản lý nhà hỗ trợ cho một căn phòng này để chúng tôi làm được cái tủ sách. Cái thứ hai nữa là bà con đóng góp tiền rồi công để đóng lên được những cái kệ sách này. Và thứ ba nữa là cũng tham mưu và cũng được cái sự hỗ trợ của bên thư viện tỉnh. Sau những giờ học căng thẳng thì em xuống đây là nơi làm cho em thư giãn, mở rộng được tầm hiểu biết của mình. Sau thời gian dài ấp ủ ý tưởng xây dựng một phòng đọc sách miễn phí cùng sự chấp thuận của chính quyền địa phương, tháng 4 năm 2018, bà Nguyễn Thị Đào ngụ tại phường 8 thành phố Đà Lạt đã hiện thực hóa ước mơ của mình với tổng kinh phí 200 triệu để xây dựng thư viện đa thiện khang trang, hiện đại như ngày hôm nay, thì bà Đào cùng gia đình đã đóng góp gần 90%. Trước tâm huyết của người phụ nữ này dành cho cộng đồng, rất nhiều bà con nhân dân trong tổ dân phố cùng hưởng ứng, góp sách, góp tiền để nguồn tài liệu của thư viện thêm phong phú, hấp dẫn. Ngoài việc phục vụ bạn đọc, thư viện còn tổ chức chương trình đọc sách theo chuyên đề cho từng đối tượng bạn đọc theo định kỳ hàng tháng, hàng quý bằng hình thức tọa đàm, trao đổi, giới thiệu cuốn sách hay và hoạt động trải nghiệm cùng sách. Từ đó tạo một môi trường văn hóa thân thiện với không chỉ những cư dân riêng của địa bàn phường 8 mà lan tỏa đến mọi người dân ở thành phố Đà Lạt. Thành công nhất của bọn mình bây giờ là tạo một cái môi trường giao lưu văn hóa rất là tốt ở khu phố. Mọi người đến đây trao đổi về chuyện đọc sách, trao đổi về chuyện tập thể dục, trao đổi về chuyện ăn uống sao cho giữ gìn sức khỏe, và cũng trao đổi luôn là tuần này mình đi từ thiện ở đâu, chứ không phải chỉ ở cái chỗ này không. Đó, mình đi từ thiện chỗ này chỗ kia thì cũng từ cái thư viện này. Với cái mô hình này đó là sẽ được lan tỏa và nhân rộng trong khắp các cái địa phương của mình. Chí ít đó là để cho em thiếu nhi ở đây là có thể có một cái nơi chốn là tới là để giải trí và tìm hiểu, trau dồi kiến thức một cách lành mạnh. Và đặc biệt đó là để cho những cái người mà lớn tuổi, những người về hưu là như tôi đó, là cũng có được cái điều kiện và những cái đầu sách thực sự ra là mua đó thì nó cũng về kinh tế đó nó cũng khó khăn. Nhưng mà để mà lên rồi mượn rồi gặp gỡ trao đổi bạn bè thì đúng là mình cũng muốn đó là nó nhân rộng ra các cái phường khóm khác. Phòng sách tại chung cư Giặc Xanh và Thư viện Đa Thiện là một trong những mô hình điểm đầu tiên của Thư viện thu nhỏ, hỗ trợ cộng đồng đang hoạt động theo đề án đưa sách đến cơ sở phường xã thị trấn. Hệ thống thư viện ở địa phương đang thay đổi để làm mới mình, làm mới cách tiếp cận với công chúng. Đó cũng là một hướng đi tất yếu cần được nhân rộng để tạo thói quen đọc sách trong cộng đồng nhằm xây dựng xã hội tri thức. Cái hoạt động mà đã có phát triển được của cái xã hội hóa của cái phòng đọc sách này á, thì chúng tôi sắp tới sẽ triển khai thêm một số khu dân cư. Nếu có điều kiện, tức là chúng tôi phải khảo sát trước với những điều kiện mà chung cư nó có được những cái phòng đọc hay là cái hội trường thì chúng ta có thể tổ chức được cái tủ sách ở đó thì chúng tôi mới có thể xây dựng được. Và đặc biệt đối với những người quản lý ở cái khu dân cư có tâm, có tầm, người ta yêu, người ta muốn hoạt động với cái ngành sách này, muốn cho đem cái văn hóa đọc đến cho nhân dân ở tại khu phố hoặc là khu dân cư thì đương nhiên là sẽ làm được. Khác với sự tấp nập dòng người qua lại trên phố, chúng tôi ấn tượng về một không gian yên bình nơi mọi người đang chăm chú đọc sách và là nơi những người phụ nữ như bà Thuận, bà Đào đang ngày ngày gom góp tri thức, tiếp tục truyền cảm hứng, lan tỏa văn hóa đọc cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.